Những quả bí được khoét rỗng thành hình mặt quỷ được đặt trước cửa hầu hết mọi ngôi nhà trong dịp lễ Halloween như một cách để người dân trừ đuổi ma quỷ. Lễ hội Halloween trùng với mùa thu hoạch bí và bí ngô cũng là biểu tượng chính của lễ hội Halloween ở Mỹ. Bí ngô và những cuộn cỏ khô là biểu tượng đầy đủ của mùa thu ở nước Mỹ. Chúng thể hiện mong ước của người dân về một mùa màng bội thu. Hình nộm, mô hình ma quỷ cũng xuất hiện nhan nhản trong mùa lễ hội Halloween. Leo trèo, ngồi chơi ngay trong hiên nhà. Cửa nhà được trang trí như cửa xuống địa ngục. Thảm cỏ trước cửa ngôi nhà này giống như quang cảnh trong một bộ phim kinh dị bậc nhất của Hollywood. Đó là cách truyền thống để bày tỏ sự hài hước với ma quỷ và cái chết trong mùa lễ hội này. Halloween là lúc để thể hiện một chút về tinh thần con người, rồi cũng có lúc về thế giới khác. Nhưng hãy nói về điều đó một cách vui vẻ, và có thể cũng kiểu như làm cho bọn trẻ vui vui và sợ hãi một chút. Sợ hãi là điều khó tránh khỏi với lũ trẻ, nhất là vào buổi đêm khi chúng sẽ đi gõ cửa từng nhà để xin kẹo theo một thói quen truyền thống trong lễ hội Halloween. Đôi lúc cháu đi về qua chợ này vào buổi đêm, tối om, những hình nộm lắc lư cũng sợ lắm, phải nhắm mắt chạy thật nhanh vào cửa. Cháu cũng thường sợ những quang cảnh như thế này lắm, toàn phải đứng ngoài bảo chị cháu đi vào cửa nhà khác để xin kẹo. Đêm Halloween năm nay thì chắc chắn sẽ không có nhiều cảnh lũ trẻ rồng rắn kéo nhau đi gõ cửa từng nhà để xin kẹo theo như truyền thống, vì có sự lo ngại lây lan của dịch Covid-19. Tuy nhiên, chủ nhà này có nói với tôi rằng là họ sẽ đặt một cái giỏ kẹo tại đây vào trong đêm Halloween để lũ trẻ có thể tự đến lấy. Tất nhiên là nếu như chúng không sợ cái quang cảnh và những cái hình nộm như thế này vào ban đêm. Trường Sơn, phóng viên truyền hình Việt Nam, đưa tin từ Mỹ.